Thưa quý vị, là một trong những công trình trọng điểm giao thông quốc gia, sau 45 tháng xây dựng, hầm đường bộ Hải Vân 2 đến nay đã hoàn thành. Có thể nói đây là một trong những công trình đánh dấu sự thành công của ngành xây dựng Việt Nam, khi lần đầu tiên một công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á lại được xây dựng hoàn toàn bởi các công nhân và kỹ sư trong nước. Hàng ngàn lượt máy móc, thiết bị được huy động, hơn 1.000 công nhân, kỹ sư túc trực ngày đêm trên công trường, hơn 1.350 ngày đêm ròng rã thi công, đục khoét nối thông 6.290 mét lòng núi, hơn 500.000 mét khối đất đá được lấy ra. Đó chính là những con số ấn tượng trong suốt quá trình thi công hầm đường bộ Hải Vân 2, hầm đường bộ lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Thi công hầm Hải Vân 2 phải đảm bảo an toàn cho hầm Hải Vân 1. Đây thật sự là thách thức rất lớn. Nhưng tôi rất vui mừng khi suốt quá trình đó đã được thực hiện chặt chẽ từ việc khảo sát độ rung chắn, phương thức nổ mìn và nhiều việc khác nữa. Chúng tôi rất vui mừng khi đến nay công trình đã hoàn thành với tốc độ đào hầm vượt tiến độ đề ra và hầm Hải Vân 2 đảm bảo chất lượng. Hầm Hải Vân 2 có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 12,4 km, trong đó riêng tuyến hầm dài gần 6,3 km. Hầm được thiết kế rộng 9.7 m, có hai làn xe rộng 7 m, đáp ứng lưu thông tốc độ lên đến 80 km/h. Hầm được trang bị các thiết bị hiện đại, đảm bảo an toàn giao thông như 1.500 bộ đèn LED, 580 bộ cảm biến, 16 quạt phản lực thông gió đảo chiều, 174 camera giám sát giao thông. Tôi thấy hầm Hải Vân 2 mà đưa vào được hoạt động thì rất tốt. Nó sẽ thuận tiện cho người dân và lái xe, rồi cũng như Bắc Nam là cho thuận tiện hơn và nó nhanh hơn và nó đảm bảo được cái độ an toàn của hầm Hải Vân 2 thì nó tốt hơn. Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân nằm trong tổng dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả, bao gồm 4 công trình: hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm hơn 5.100 tỷ đồng. Hầm Hải Vân 2 khi đưa vào hoạt động sẽ giải quyết vấn đề quá tải lưu lượng giao thông hiện nay của hầm Hải Vân 1 và góp phần tăng cường kết nối giao thông tuyến quốc lộ 1A huyết mạch, đoạn nối tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.